Dâu 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 bà có sầu. Chào mừng 500 anh em đã quay trở lại cùng với YouTuber Đờ Mờ Gaming trong tựa game Hải Tặc Ozymandias này anh em nhá. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với con game này ở ngày thứ ba anh em. Đây, phúc lợi ngày anh em thấy nhìn thấy đăng nhập ngày thứ ba nó sẽ tặng cho anh em 5 mảnh tướng S bất kỳ nhá. Bữa trưa bữa tối này. Đó, thể lực anh em này trang bị mở một lần miễn phí và hiện tại mình đang có ui, nhận thêm được một cái giày anh em, đúng không? Nhận thêm được một cái giày à? Thì xem ngày thứ ba chúng ta có gì anh em nhé. Đây, đăng nhập ngày thứ ba nó sẽ tặng cho anh em 10 vé. Đây, vậy là full 7 ngày thì nó sẽ tặng cho anh em 7 vé. Lúc in 14 ngày anh em sẽ nhận được đồ tầm khoảng sẽ chắc chắn là các bạn sẽ nhận được khăn cốc S nha các bạn nhé. Quà ngày này anh em này. Đâu, quà ngày đâu? À đây, quà ngày miễn phí ở đây này anh em. Quà ngày miễn phí ở đây này. Đấy. Tưởng quà ngày có cái gì nhỉ? Quỹ trang bị ngày thứ ba dương đá đang bị tự chọn mỗi ngày mở khóa một quà sau khi kích hoạt nên là tất cả đã mở khóa sau khi mua nó mới nhận được nhé anh em nhé. Quỹ trang bị quỹ đá nào, chúng ta tiếp tục với quà bất ngờ đây dầu trắng nha anh em nhé. Quà bất ngờ anh em nạp 99,99 đô hơn 2 triệu các bạn sẽ sở hữu dầu trắng với trái ác quỷ chấn động luôn anh em. Thư này, quà tổng kết thưởng này anh em này. Quà này quà nữa này, lắm quà phết đấy. Nào chúng ta hôm nay thì mình sẽ cho các bạn xem ở trong gì nhỉ, ở trong cái ra khơi nha anh em nhé. Nó sẽ có một cái gọi là nhà tù Imperdao này, nó giống như cái vượt tháp nha anh em nhé. Hiện tại thì mình đang ở cái nhà tù đáy biển, mình đã lên đến ải chương 2 này các bạn này, đúng không? Chương 2 này các bạn, đây đi nhà tù đây, tầng 1 này, tầng 2 này, mình vượt qua tầng 1 rồi. Để chúng ta sẽ đến với tầng 2 nha anh em nhé. Mỗi tầng nó sẽ có một cái lực chiến đội hình các bạn thể nhìn thấy này. Sau khi nhận thưởng này, đi ải thành công thì các bạn sẽ nhận thưởng được Benny này, nhận thưởng được đá giám định này, đúng không? Nhận thưởng đá tiến hóa nhân vật này. Đó. Chiến đấu thôi nha. Đây là nỗi bỏ qua đấy anh em nhé. 2.2 này, mình sẽ đi từ nhà tù này, sau này mình sẽ đi được đến đến tầng mấy của nhà tù nha anh em nhé. Imperdao này hình như là chỉ có 6 nhà tù thôi đúng không anh em? Chẳng nhẽ lại nó đi quá được 6 nhà tù rồi đúng không anh em? Tầng thứ 6 là nơi gian giữ những cái gọi gì tội phạm nguy hiểm bậc nhất thế giới rồi. À, cũng nói đấy anh em, tầng 2 đấy đang thấy chật vật đây anh em. Đi tầng 2 còn đang thấy chật vật đây. Đi tầng 2 còn đang thấy chật vật đây anh em, bọn này level 5 mấy hết rồi này. Mình mới hiện tại cao nhất của mình đang là level 73 dành cho Frankie anh em nhé. New World Frankie, chính xác nó là New World Frankie. Tướng 2S. Hiện tại mình đang dừng lại cấp 34 nha. Nào để xem mình đi được đến nhà tù tầng mấy anh em nhé. Cái đá tiến hóa kia thì chúng ta có thể tiến hóa Luffy. Đây, hiện tại mình đang đi đến tầng tầng thứ ba anh em. Đang đi tầng thứ ba rồi. Gặp quân của Zimber. Đây là Don Famigo, một trong những thất vũ hải Ene, chúa tể trên trời đấy, thua rồi anh em. Đấy, mình mới đi được đến tầng 30 đã phải dừng lại anh em nhé. Tầng 30 mình đã dừng lại không chơi được. Tầng 30 mình đã phải dừng lại rồi. Đấy, dừng lại thì tất nhiên là chúng ta phải nâng cấp nó lên anh em nhé. Dừng lại tất nhiên là chúng ta phải nâng cấp. Trước khi đó thì chúng ta sẽ rút thẻ đi nha. Hiện tại mình đang có 76 thẻ nữa này. 76 thẻ nha anh em nhé. Lại rút tiếp. Lại rút tiếp thôi. 76 thẻ. Xem nhận được những gì. Nhận được Monet này anh em. Đây, rút tiếp 10 thẻ nữa. Xem có ai không, nhận được con tướng 2S nữa không anh em nhá. Thằng này mình có rồi, Gia Ba này mình có rồi anh em nhá. Đây là Perona, một trong những gì nhỉ? Người đi theo Minh Hốc đây thôi nha. Đi theo Minh Hốc, Minh Hoác này đấy. Zoro, à Rioma anh em nhé. Mình có con tướng này rồi nên nó chuyển hóa thành thành mảnh nha anh em, tướng S Rioma. Đây là ông cố nội của gì ở Zoro anh em, đúng không? Ông cố nội của Zoro ấy, tổ tiên của Zoro chính xác hơn. Con này mình có quá nhiều VV, quá nhiều. Bùa Hàn Cốc kìa anh em kìa. Nữ hoàng hải tặc, bùa Hàn Cốc. Tiếp nào. Tiếp theo là chúng ta sẽ có ai? Hy vọng nhận được một con tướng SS nữa nhỉ, tướng 2S đi.
Chopper A nhé anh em nhé. 26 vé, quay tiếp nào. Bồ, đây rồi. Mình vừa thấy màu vàng xuất hiện thì khả năng cao là chúng ta sẽ nhận được thêm một tướng S hoặc 2S anh em nhé. Đây. Ủa, đây nữa anh em. Nhận được hai con luôn. Ivan Cốc với cả Cavendish anh em nhá. Ivan Cốc là tổ chức của cách mạng này. Đây là đệ cánh tay giữa của Dragon, và Cavendish đây là cánh tay phụ phụ rất phụ của Luffy trong cái gì nhở, bố già đấy anh em, trong cái tập đoàn bố già anh em nhá. Anh em nhìn này đấy, nó nổ vàng ở đây này, vừa thấy phát bắn ở cái mũi tàu này anh em này, nên khả năng chắc là lại có một con tướng vàng nữa anh em. Bucky. Không có anh em. Hết rồi anh em. Vậy là chúng ta sẽ lại nâng được tướng nữa lên, mình sẽ phải đổi tướng lên anh em nhé. Mình sẽ phải cho đội hình mình sẽ phải bỏ gì nhỉ? Mình sẽ phải bỏ bỏ Mori đi, mình sẽ thay bằng đây. Mình sẽ thay sát thủ này vào, Ryoma này vào anh em nhé. Nhưng mà thì phải, nhưng mà làm sao để hạ con kia xuống anh em nhỉ? Bây giờ nhá, mình đang có con này, giờ mình làm sao mình hạ nó xuống rồi nhá. À đây, reset đây nhá. Reset mất 50 nha anh em nhá, 50. Mất 50 kim cương, reset. Đó. Rất e rét này, cho chúng ta sẽ nâng Ryoma lên anh em nhá. Đúng không? Ryoma chúng ta có mảnh vào. À, hóa ra cái này không cần phải càn quét anh em ạ. Đá phụ nó tự ấy luôn anh em. Bốn luôn anh em. Đây, anh em nhìn đâu, mình có 50 mảnh của Ryoma, mình sẽ thức tỉnh được nó lên anh em. Đó. Kích hoạt Chảm Long lên anh em nhé. Nào. Ryoma lên sao nhé anh em nhé. Đó, nói chung có tướng gì chơi tướng đấy anh em. Ngon. Kích hoạt được lên vắt nữa, Ryoma 2 sao nhé anh em nhé. Làm được Ryoma lên 2 sao. Ui mẹ. Ryoma 2 sao, ranking. Ô quên mất. Mình đang làm cái nhiệm vụ mà có 5 tướng level 70. 5 tướng level 70, 1, 2, 3. Bây giờ mình sẽ nâng con này lên level 70 nha. 4. Nami. Rồi, ok. Đấy. Xong cái nhiệm vụ này. Vượt ải nhà tù biển. Đáy biển độ khó 1 tầng 3. Độ khó 1 tầng 3. Qua rồi mà nhỉ? À, có nghĩa là phải phải qua cả ải rồi anh em ạ. Có nghĩa là phải qua tất, qua hết cái chương 3 nha anh em nhé. Ryoma vào đây. Con này ra. Đây, Ryoma vào. Franky sẽ đứng với chỗ nào? Enne ở đây à? Đó, chúng ta lựa chọn chỗ mà đứng nha anh em nhé. Chỉ sợ Enne đánh AoE cả tem. Ấy, ngon. Đấy, qua tầng 3 rồi nha anh em nhé. Qua tầng 3 là hoàn thành này. Đó. Có 5 tướng Lam B3. Lam B3 nghĩa là nó phải có 3 dấu sao ở đây nha anh em nhé. Mình sẽ nghĩ mình phải tăng bậc và anh kỳ lên. Đấy, lên 3 này. Tiếp theo Lam. Này lại phải chính tuyến anh em ạ. Chính tuyến phải đánh lại nha anh em nhé. Tuyến và đánh làm sao cho nó gì nhỉ, 3 sao nó mới càn quét được anh em, không 3 sao không càn quét được đâu. Đó. Đúng không? Nó phải 3 sao nó mới cho anh em càn quét. À, chúng ta sẽ nâng con này lên, tăng bậc lên anh em nhé. 3 sao mới được càn quét. Nói chung là mấy thằng này phải 3 sao hết. Đúng không? Không 3 sao là chúng ta không càn quét được đâu. Hôm nay phải cho lên 3 sao này. Khỏe lên là 3 sao được ngay, có cái gì nha. Hôm nay phải 3 sao này. Đằng nào phải càn quét lại anh em nhé. Đó. 3 sao này. Hôm nay cho 3 sao này. Chúng ta càn quét lại một hết để up tướng lên cho nó khỏe anh em nhé. Thằng này cũng 3 sao này. Rồi, bây giờ đi càn quét để
Để up cái đống này lên đã nha anh em nhá. Ấy à, có thể nhận quà rồi. Quà đâu ấy? À, xuất hiện cái du ngoại. Đang qua đảo 01. À, đảo 01 Rioma. Rồi, ok đây nha. Lực chiến của mình đang 102k. Ấy à. Có thể nhận quà rồi em xin. Có thể nhận quà rồi em xin. Mẹ mày đang up tướng đấy nha. Đang tập trung up tướng á. Ô, hết thể lực à. Hết thể lực à. Đâu anh em ạ? 4.11 mở khóa. Vượt ải nhà hàng trên biển ngư quỷ ghim 4.11 mở khóa. Mình mẹ vượt đây rồi mà. Hai này. Mẹ thiếu nhiều thế. Rồi, cái đống này. Đống này phải up lại, clear lại cái đống này này nhỉ. Đúng không? Up lại clear đống này. Thể lực thì đang hết. Bây giờ mình sẽ up CO. Mình vừa nhận được con gì S đấy nhỉ. Mình vừa nhận được đây, Ivan Cốc. Ivan Cốc và nữ hoàng Bo Han Cốc nữa. Ivan Cốc xem kỹ năng của nó là gì nhá. Gây sát thương. Tất cả đồng đội tăng 15% phần công và thủ này. Ivan Cốc ngon đấy nhá, tăng công và thủ. Vừa nãy mình mở được cả Boa nữa cơ mà nhỉ. Đây, Cavendish. Gây sát thương. Giảm mục tiêu, giảm sát thương của mục tiêu. Cavendish không ngon lắm. Mình vừa có Boa ấy đâu, ấy Boa đâu anh nhá. Boa tiên phong à? Vừa mở được nữ hoàng hải tặc đây anh nhá, Boa Han Cốc đây. Boa Han Cốc hệ gì vậy? Chiến binh à? Gây sát thương khiến mục tiêu và trạng thái hóa đá ở dạng kiểu support anh nhá. Boa Han Cốc dạng kiểu support. Miễn dịch hiệu quả hóa đá, bỏ qua. Bo Han Cốc không dùng được. Đúng không? Bo Han Cốc về cơ bản không dùng được. Khi đơn vị phe tà tử sinh hồi sinh đồng đội. Đây con này Bo Han Cốc. À con đấy Ivan Cốc này thì lại ngon này anh em này. Có hồi sinh nha anh em nhé. Đúng không? Rồi bây giờ thì cứ làm nhiệm vụ nữa thôi. Chương 7, chương 8. Giờ là lúc nhận qua. Nhiệm vụ ngày này anh em ơi. Nhiệm vụ ngày này. Tích lũy khiêu chiến thí luyện 10 lần. Thí luyện 10 lần. Đây à. Mình bây giờ đến Hoàng Hải Vĩ Đại rồi. Đây nha anh em nhá. Nó tự thăm dò ấy. Nó không tự động à? Đúng không anh em? Nó không tự động thăm dò. Cái này mỗi ngày nó sẽ reset này anh em này. Hồi lại toàn bộ sau 38 phút à? Gần nhỉ? Đây là cái tinh lực nha anh em nhé. Tinh lực nó hồi liên tục luôn. Khiêu chiến luôn. Mẹ. Cho ăn thì chẳng nhẽ lại chê à? Đúng không? Cho ăn thì chẳng nhẽ lại chê à? Cho ăn, tôi ăn thì tôi xin ngay chứ. Lại ngon. Lại nhặt được cái, không biết nhặt được cái gì nha. Không biết lại nhặt được cái gì đây. Đây, có hộp quà đây anh em này. Cái gì, nhặt được cái gì đó. Hộp quà. Mua, 4 đô, ui dồi. Tăng VIP, trong quà có thể có vũ khí S anh em ạ. Trang bị, chúng ta gọi là trang bị nhá, nhưng mà thôi, tiền đâu mà bỏ ra mà mua rồi anh em, đúng không? Cày chay thôi. Chỉ là kho báu này. Cái này mua thể lực thôi anh em. Thể lực thì chắc chắn là phải mua rồi anh em nhá. Đùi gà, mũ bắn tỉa, HP. Mua được cái mũ rách này được.
mấy cái mũ rách này, ôi cái mùa tạm là không có. Mấy cái này không biết là chắc chắn là ngon nhưng mà không có tiền mua nên là thôi đấy anh em nhá. Tích kim cương lại như đâu có Evan quay gì đó tiêu đúng không? Mấy con game dạng này mình nghĩ là chắc có Evan tiêu kim cương nên chúng ta cứ cày chày tắt kiếm dần kiếm dần. Chiến đấu chứ kết bạn cái gì. Mẹ mày, ui rồi nó level 100 kia. Nhưng nó có một con lực chiến của nó 95.000. Lực chiến của mình hơn anh em, lực chiến mình 103k cơ mà. Lực chiến mình khỏe hơn. Lực chiến mình khỏe hơn anh em. Dâu đen anh em, dâu đen nét. Mẹ mà tận 10 đô nhận thằng dâu đen này. Phế à mẹ. Đúng anh em, tướng S đây mà ti tòe à. Tướng S mà ti tòe à. Anh em nhá. Nhiệm vụ hàng ngày đây. Tích lũy khiêu chiến xếp hạng 3 lần. Tặng quà bạn bè 5 lần. Tặng toàn bộ. Mua thể lực. Nói chung là cái này lại liên quan đến VIP anh em ạ. Đúng không? Các bạn muốn ngon thì các bạn chỉ có VIP các bạn mới mua được thôi. Không các bạn sẽ không mua được anh em nhé. Phải có VIP các bạn mới mua được. Mở một lần miễn phí. Đá đều. Các bạn phải có VIP nha anh em nhé. Đây, sâu đen này. Quả đăng nhập này. Quả đăng nhập của dâu đen nha anh em nhé. Nhiệm vụ săn thưởng. Có nhiệm vụ săn thưởng này anh em. Nhiệm vụ săn thưởng đổi đổi dâu đen này. Đây nghĩa là nó sẽ cho anh em đổi dâu đen nhé. Đường nuốt chửng của nó đây nha. Cơ hội chúng ta nhận được dâu đen này. Đây nhiều cái banner nha anh em nhé. Rút 100 lần chắc chắn nhận được tướng 3S. Ui hồi, ngon thế. Vé này lấy đâu ra đấy anh em? Vé này lấy đâu ra giờ, chỉ có mua thôi anh em. Tích thôi anh em, 100 lần chắc chắn nhận được dâu đen đấy các bạn. 100 lần chắc chắn nhận được dâu đen. Điểm danh bóng tối. Chưa mua quỹ nào mẹ, chưa mua quỹ nó cho không cho điểm danh anh em ạ. Bắt buộc phải mua quỹ nó mới cho điểm danh, vãi lọ thật. Chiến lệnh của dâu đen, nhận toàn bộ này. Chiến lệnh của dâu đen đi anh em nhé. Cũng dạng nhiều gói Battle Pass vậy. Nhiệm vụ săn thưởng. Nhận xui nổi khiêu chiến. Vừa đặt boss 2 và bộ suất là 13. Nhiệm vụ chiêu mộ. Nói chung là có xác suất nhận được dâu đen. Cái này dạng nhiều có vòng quay của dâu đen đấy. Đúng anh em. Vòng quay của dâu đen vậy anh em. Đây giống nhiều vòng quay của dâu đen đấy anh em nhé. Anh em mà thích dâu đen thì có thể lấy. Để kiếm đạo. Nó cứ báo này xong rồi không 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 có gì free à. Đúng không? Làm nào 5 con tướng B3 ba con rồi. Tám chân chín. Mày bây giờ phải đi đánh lại hết cái đống này nhỉ. 8.9. Ngồi hơi lâu ấy nhá. 8.10. Xong lại càn quét 10 lần nữa. Lấy đâu thể lực bây giờ nhỉ. 8.10. Càn quét 10 lần. Lại ra khơi. Vùng biển sương mù. Hôm nay chúng ta sẽ mở cái vùng biển sương mù. Xác nhận mở thử thách này. Đội hình địch chiến đấu. Nhấp vào đây để vào giao diện vòng quay. Trong vùng biển sương mù có thể nhận được vé quay thưởng. Vật phẩm. Chiến đi. Thắng ra trận với hai tướng hệ động vật. Vãi lọ thật. Ra trận 4 tướng level 125. Còn hệ động vật nữa cơ. Đấy thì em chịu rồi. Yêu cầu khắt khe thế.
Được, yêu cầu hơi khắt khe đấy. Yêu cầu hơi khắt khe đấy. Nhiệm vụ vừa rồi thắng hai tướng hệ siêu nhân. Thắng trong 120 lượt. Chưa hình dung ra nào đâu. Vùng biển sương mù, tàu số 3. Đánh nhau với anh em nhà Luffy à? Ồ, thua à? Thắng đấy chứ. Thắng đấy chứ anh em. Sao nó hiện default này? À kìa, thắng được 3 sao. Nói chung anh em phải đạt cái điều kiện của nó rồi nha thì mới thắng được 3 sao, còn không thì anh em chỉ thắng được 1 sao hoặc 2 sao thôi anh em nhé. Đây là anh em nhìn đâu. Để ra trận hai tướng hệ động vật này, ra trận 4 tướng level 125 này. Thì mình lấy đâu level 125 đúng không? Ví dụ thằng này nó không yêu cầu ấy. Đây, vệ Parashima hàng sau này. Đấy. Nói chung là anh em phải 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 thắng với những cái yêu cầu của nó thì mới được 3 sao đấy anh em nhé. Còn không thì với hiện tại đội hình mình nó đang cố định. Cái này thì anh em phải sau này phải có nhiều tướng đúng không? Chúng ta sẽ bùi lại nó sẽ chuẩn. Chứ còn bây giờ thì có mỗi một đội hình thì có nào chơi thế thôi đúng không anh em? Có nào thì chơi thế thôi. Có nào thì chơi vậy. Có sao thì chơi vậy. Hoàn thành 3 sao thì nó mới hiện cái chữ default lên anh em nhé. Đó, đây là anh em nhìn không? Đó, hoàn thành thì nó sẽ gạch. Còn không hoàn thành thì nó sẽ không gạch đâu anh em. Hoàn thành thì nó mới gạch đi nhé anh em nhé. Đó, hoàn thành thì 3 sao nó sẽ có thưởng anh em nhé. Vòng quay đây nhá. Vòng quay thì mình lấy đâu? Không có cái vé để mà quay nhé em nhé. Cái này chắc là nó đi được đến tối đa à? Hay là mấy con này chết thì nó sẽ cho con khác vào nhỉ anh em nhỉ? Đây, đây anh em nhìn này, dụ những con mình chết thì nó sẽ cho con khác vào à? Nãy giờ vẫn chưa chết con nào anh em nhé. Ờ mình đi hết. Đi hết vùng biển số 1 rồi anh em ạ. Đúng không? Đi hết rồi đấy. Chúng mình vẫn phải clear lại bọn này. Vẫn phải clear lại bọn này. B3. Mà em tăng bậc lâu thật. Thám hiểm khó. Chính tuyến 6.10. Có hải quân 5.4 mở khóa. Bắt buộc phải đi ải khó anh ạ. Bắt buộc mình phải đi ải khó. 5.4 mới mở khóa. Giờ mới có chương 4. Mà lại đánh bọn này thì tốn thể lực à. Giờ bắt đầu vào chương 5 này anh em này. Bây giờ chương 5 khó. Hết mẹ thể lực đến nơi. Mỗi lần 12 thể lực. Mà không có VIP thì không mua thể lực anh em ạ. Lại con game này bét anh em phải nạp thì phải tính tầm khoảng VIP 5, VIP 10 đi. Mày ra. Đấy, hết thể lực anh em. À, chưa hết à? Vẫn chưa hết à? 6.4, 6.7. Ui, vừa tròn hết thể lực này anh em. Mẹ chẳng nhẽ không up được con Frankie để bật lên này anh em. Hết thể lực, lấy đâu có thể lực mua bây giờ anh em. Hết thể lực rồi. Expert tướng thì còn mua được, Benny mua được. Mẹ thể lực không lên VIP không cho mua. Khó nhỉ. Thể lực không lên VIP không cho mua. Cay thật sự. Đây nhá, trang bị anh em thể cũng tăng cấp được trang bị tối đa lên này.
không cho mẹ hết thể lực thì chịu à? Hết thể lực thì chịu thôi anh em, không biết làm nào. Mùa giải tiệm nó bán thể lực mẹ đâu. Không bán thể lực thì phải chịu rồi. Hết thể lực là khóc thét luôn anh em ạ. Mẹ game này cày chay không cày được à? Game này không cày chay được anh em. À cái này giống như cái nguyên liệu anh em ạ. Sau khi mà chơi chúng ta biết nó là cái đường nguyên liệu anh em nhé. Trong vé tím của Chopper Nami bắt mua nhiệm vụ săn thưởng. Cái này là phái anh đào dùng để đổi, phái anh đào đổi đâu nha. Đây sẽ bảo bóng tối này, chưa có ông nào chơi à? Mấy gói pass này thì đồ đâu mà mua rồi nha, đúng không? Đây đấu nhóm, cái này là đấu trường anh em nhé. Đây ví dụ mình đang ở hạng 108 anh em. Được chiến mình hơn nữa không ạ? Đổi lại đội hình đi anh em, đổi lại đội hình đi. Ryoma vào chứ. Ui mẹ mấy ông này toàn 5 lít thôi. Bây giờ mình mới có 1 lít thôi, mấy ông lại 5 lít rồi. 215 là mới anh em nhé. Hiện đây hạng 59 đấy. Không được rồi, bắt đầu bọn nó khỏe rồi. Không có thằng nào yếu ở đây nữa rồi anh em ạ. Không có thằng nào yếu ở đây nữa rồi. Hết bọn yếu rồi. Kiểu chiến 3 lần này. Làm full nhiệm vụ ngày các bạn sẽ được một vé quay anh em nhé. Túi của mình có cái gì không? Cái này đã tiến hóa. Mấy cái này để lại anh em. Mạch nhét ép. Mạch nhét này. Mạch nhét này dùng cho. Đây các bạn này lựa chọn nhân vật mình có được. Lấy mẹ cho Liều mà bây giờ. Đang có sẵn rồi đúng không nhỉ? Con nào mình đang có sẵn thì mình lấy. Ôi, cứ từ từ. Mấy cái này đang có sẵn thì để sau anh em. Cái này mẹ phải lấy đá xịn ở trên đấy chứ, đi ngu gì đi lấy mấy cái đá cùi thôi anh em, đúng không? Đây này. Vật phẩm. 20 vé thưởng cao cấp. Cái này là lửa thợ rèn. Không biết để làm cái gì, không biết phải làm cái gì. À, hết rồi đấy, ngày hôm nay cơ bản là hết rồi anh em nhé. Tầm bảo thì ở đây có càn quét được XP này anh em này, bỏ kim cương càn quét này. Tiếp theo ở đây có berry này anh em này, đây là farm vàng này. Nhà tù đáy biển. Mình vừa đi đến đài 3, đây là đầu ải 4. Khả năng cao là không đi được. À vẫn đi được. Nhưng mà đấy, đi là đời nhà. Nhà tù ải 4 đầu đài Interdao là không đi được rồi. Sổ tay. Mít tợi. Làm kích hoạt, làm hỗ trợ thế. Hết rồi đấy, 100k lực đây nha. Hôm nay mình ở đây mẹ mình. Vừa nhận được một đống đùi gà anh em kìa. Ngon. Phải up thằng Brook lên mới được anh em. Vẫn đéo đủ vậy.
À, đủ rồi anh em. Lên Lam Ba rồi. Bây giờ đến việc up Nami. Đó, lên Lam Ba. Cà rốt. Đang thiếu 16 cái này liền anh em. Cái đá xanh này, đấy, nó giống như cái đá anh em. Thức tỉnh. Không có, đột phá không có. HP 12, công 3.003, công 3.001. Mẹ sẽ tháo đồ vậy. Sẽ tháo đồ ra. Mặc cho Ryoma đấy nhỉ. Công lên 4.000, tăng cấp lên cho lên 100 luôn anh em ấy. Ô lên level 100 sẽ mở tiềm năng nha anh em nhé. Tún đá tún đá anh em ạ, mở lên level 100 anh em sẽ mở được cái tiềm năng. Hóa ra bây giờ biết level 100 mở tiềm năng nha anh em nhé. Lên level 100 anh em sẽ mở được cái tiềm năng của nhân vật lên. Thế rồi đấy, coi như là mẹ anh em cày chay là hơi khoai đấy nhá anh em nhé. Cày chay là hơi khoai. Đây là quân đoàn, anh em có thể cống hiến quân đoàn để nhận thưởng nhé. Cống hiến bằng kim cương, nên theo mình nghĩ là nên cống hiến là kim cương anh em ạ. Đây có boss này. Cao nhất quân đoàn mình là thằng VIP 7. Quên mất chưa chưa bày lại đội. Lực của mình 115k anh em này. Một ngày để cho anh em khiêu chiến 3 lần. Đây thằng Kiku của tổ chức CP9 à, hay là CP0 nhỉ? Đúng không? Nhớ là tổ chức CP mấy anh em ạ. Hết rồi đấy, không còn cái gì để quay đâu anh em, không gì để chơi đâu. 100k ở đây mẹ thằng này. Ông chém mày ngay mẹ thằng 100k chém bỏ nó ngay anh em. Mình 115k mà lại không chơi nó, hạng 44 server nha anh em nhé. Đừng đùa. Đi khó đây nha. Đây một đống đồ đây, quên mất một đống đồ đây nha. À chỗ này có mỗi kim cương với ấy này. Không có cái chỗ nào nhận nhanh nhỉ. Chỗ này sẽ expert đây nha. Không có nguyên liệu. Hoàn thành những chương 9 các bạn sẽ nhận được Luffy rồi anh em ơi. À, mẹ đã thế thì chiến luôn với mấy thằng này luôn anh em nhé. Cho mày qua luôn, le 38 rồi. 39 rồi. Hết thể lực anh em chính thức hết thể lực. Vậy là hết cái để chơi anh em nhé. Hết thể lực là hết cái để chơi rồi. Hết thể lực là hết để cái để chơi rồi. Dừng lại ở level 39 anh em nhé. Dừng lại ở level 39. Này nó có cái đột phá của tướng level thấp lên level cao anh em nhé. Đây. Nếu ví dụ như thằng này mà nó đột phá từ 2S lên SS thì nó cũng như nhau à? Đấy nha anh em nhé, hôm nọ mình đột phá thằng Luffy lên đấy nhá. À dạ, có mua có duyên nhá.
Đây là Luffy vực A nha anh em nhé. Đây này, à cái này đột phá. Đây anh em này, nó từ A lên A cộng này, nếu các bạn có cái này này. Đó, yêu cầu cất 50 nó sẽ cho các bạn đột phá tướng lên anh em nhé. Ơ nhưng mà không phải thằng nào có đột phá thì phải. Đây Zoro có đột phá được không? Đây, thằng này có đột phá này anh em này. Ờ, tướng Nga không có đột phá này anh em này. Tướng S thì có một đột phá lên S cộng này. Ờ, thế cái bọn 2S thì sao? Không có nhờ. À, 2S cũng có đột phá lên này. Thành 2S cộng này anh em này. Cũng có nha anh em nhé. 2S cũng có đột phá lên. Cái này kiếm ở đâu? Voucher hoặc là vào trong cái mùa giải mua. Ờ, phải vào mùa giải mua nha anh em nhé. Đúng không? Ví dụ nhiều Zoro muốn đột phá từ 2S lên, từ S lên 2S cộng thì anh em phải vào này mua thì nó mới có đột phá trong cái hào. Chắc là mua trong cái hào hoa này. Chắc là mua trong cái hào hoa này, nó sẽ có cái đột phá anh em nhé. Đúng không? Đây, hào hoa đây nha. 18 viên đá thức tỉnh. Quà đây nha. Ấy, skin của Zoro, Zengoku, Onigiri. Ấy, em nhìn không? Skin lên này, tất cả tấn công cộng 1000, tất cả tấn công cộng 5% nữa. Đấy là cái đột phá lên anh em nhé. Đây, skin của Zoro anh em. Mỗi kỳ nó sẽ có một cái trang phục riêng của nó anh em ạ. Ok đây, trải nghiệm đây ngày 3 tạm thời ở đây nhé anh em nhé. Ngày 3 với mình tạm thời dừng lại đây đã. Thì ngày mai lên level 45 thì chúng ta sẽ có những cái khác. Hiện tại thì bây giờ chỉ dừng lại ở đây thôi. Hay là quay tướng á. Ờ như mình vừa được mấy vé nữa nha. Xem nào. Đây. Hiện tại có thêm mấy viên đá nữa. Có 34 vé quay nữa. Làm nốt đi nha, quay nốt. Không có gì. Quay nốt rồi nghỉ anh em nhá. Hy vọng mẹ nhận được một con tướng SS, tướng 2S nữa đúng không anh nhỉ? Hy vọng là một tướng 2S nữa. Kít à? Là kít mới chịu cơ. Ô, mẹ Siorima mình đang có nhờ. Ờ, ngon. Lại up được em nó lên. Ui, Zoro kìa. À không phải. Mẹ e tưởng Zoro xịn. Mày là 90 lần anh em. Tưởng Zoro xịn. Nhưng mà thôi, có tướng nào để up con tướng đó lên anh em. Siro này. Mình có thể thức tỉnh nó lên được anh em nhé. Đó. Thức tỉnh em nó lên luôn. Hải Vương lên luôn. Cho thức tỉnh thì tội gì không thức. Thiếu một viên đá à. Lại vào đây mua đây anh em. Tiện thưởng này. 500 mày. Vẫn phải mua anh em ạ. Đúng không? 500 thì vẫn phải mua. Vì nó quan trọng. Rồi. Up được gì nhở? Hero Siro Sarahoshi. Ờ, tên em là Sarahoshi. Mình cứ gọi là công chúa người cá. Tên 2 sao nhé. Vậy là hôm nay mình up được gì nhở? Up được Ryoma với cả Sarahoshi lên 2 sao anh em nhé. Đó, mẹ phanh kỳ nó mình làm khắp. Mẹ lên bay 3 sao luôn. Chiến vãi người nha. Vậy là kết thúc ngày 2. Cơ bản là ngày hôm nay chúng ta kết thúc như ngày 2 rồi anh em nhé. Không để có thể đi thêm được nữa. Hẹn gặp lại anh em clip tiếp theo vào ngày tiếp theo nha anh em nhé. Bye bye, see you again.